Trong làng của mình á, có hai người. Một người thì hiền hậu đức độ, còn một người thì hung ác. Tại sao mình biết cái người đó hung dữ? Tại sao mình biết cái người này hiền hậu, có đức, có độ? Tại sao mình biết? Là vì biểu hiện của tâm ta mới biết. Chứ nếu không có cái biểu hiện này là chúng ta không biết. Cái bà A này nè, sáng nghe chửi, trưa nghe chửi, xế xế nghe chửi, tối nghe chửi. Ở nhà bà đó, còn đối nhân xử thế với xóm láng giềng thôi, không có cái lời nào mà nghe được hết. Ăn sống nói gió, như vậy ta nói, cái bà này như bà Thanh Đề. Là vì sao? Nó biểu hiện ra ngoài cái thân của bà, cái miệng của bà, người ta biết cái bà này cái tâm của bà không tốt. Bà này cái tâm độc ác, độc ác. Như vậy là không thấy cái tâm của bà, nhưng mà thấy cái biểu hiện ở bên ngoài. Hữu ư trung xuất hình ư ngoại, tức là trong tâm của mình nó cái gì đó thì nó lộ ra cái tướng trạng ở bên ngoài. Vừa đi thì vừa nhảy, vừa đi thì vừa cười, vừa đi nghĩa là cái thân nó sổ sàng không ra sao không có. Tôi đi qua Đài Loan, ở bên Phật giáo Đài Loan nó có cái đặc biệt thế nè. Và đầu tiên tôi không biết, mấy vị tăng sinh trẻ trẻ bên đó đó, 19, 20 tuổi, vị nào cũng đeo xu chuỗi chuồng, xu chuỗi dài 108 hột dài thế này, vị nào cũng đeo hết. Còn bên Việt Nam mình á, thì các vị trưởng lão hòa thượng tôn túc mới đeo chuỗi, chứ nhỏ nhỏ đâu có ai đeo đâu. Ở bên Đài Loan đeo hết, mà bắt buộc đó, chứ không phải đeo để trang sức đâu, đeo bắt buộc. Thì tôi mới tìm hiểu lần lần, tôi hỏi chứ sao lại mấy vị nhỏ nhỏ và mang chuỗi hết trơn à? Thì quý vị mới nói thế này, mang chuỗi giỡn không có được. Bữa nào quý vị mang chuỗi, quý vị giỡn tôi coi thử rồi, nó lắc, đúng không? Mang chuỗi làm sao chạy. Cho nên á, mấy ông tăng trẻ bên đó mang chuỗi giống như tôn hành giả mà đội kim cô, không có giỡn được. Hay dữ lắm, bữa nào mình làm thử coi, giỡn thử coi, mang chuỗi rồi giỡn thử coi, không được. Cho nên ngồi thế này thì nó thòng, phải ngồi cho nó ngay, mà ngồi xéo cũng không được, nó lắc qua bên đây ngồi, không làm sao được hết. Nhất định là mang sâu chuỗi phải ngồi cho ngay. Hay, mình thấy cái hay. À, thế thì tôi mới hiểu là các vị tăng trẻ bên đó mang chuỗi trường, tức là giữ oai nghi. Có vậy thôi. À, bây giờ cái bà A đó, bà dữ dằn, bà chửi bới, bà hung dữ là do cái gì? Do cái tâm của bà. Và nó lộ ra cái tướng trạng ở bên ngoài, nó sổ sàng, nó làm sao đó, người ta đánh giá được cái bà này hung dữ quá, độc ác quá. Còn cái bà B này thì điềm đạm, tế nhị, ăn nói mực thước, đâu đó đàng hoàng. Thì ta nói cái bà này bà hiền hậu quá, bà có đức quá. Lấy cái gì biết bà hiền hậu có đức? Là cái hành động ở bên ngoài nó không sổ sàng. Cho nên thánh hiền ta nói hữu ư trung xuất hình ư ngoại. Hồi tôi học ở ngoài Nha Trang, cái trường Phật học đó là cách cái chỗ hòa thượng giám luật ở đó một cái ngọn đồi, mà tính đường chim bay đó thì cả cần cả cây số rồi. Thì khuya ở bên trường Phật học đó thì chúng thức dậy mới đánh kiển, đánh bảng, hồi trống, đi công phu, cái chuyện thường nhật. Sáng hòa thượng qua lớp hòa thượng dạy, hòa thượng mới hỏi cái chú nào hồi khuya mà hồi trống, hồi bảng, công phu đứng dậy coi. Thì cái chú tăng sinh đó đứng dậy, nói bạch ôn con. Hòa thượng mới nói cái tâm của chú á chưa có yên, nó còn lộn xộn lắm, nó còn trạo cử lắm.
Tại sao là Hòa Thượng biết cái tâm của cái ông đánh khánh, đánh mỏ, đánh kiển ở bên trường mà Hòa Thượng biết cái tâm của ông là sao? Tại vì cái tâm của ông nó chưa yên, cho nên cái hồi kiển, hồi bản, hồi trống nó còn dục chạc, nó chưa có yên. Mình ở trong 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 chúng rồi mình mới hiểu cái đó. Chưa yên, đánh cái mỏ rồi dục rồi chạc, cái hồi trống thì tiếng thì đực, tiếng máy đó, chưa có yên. Mà Ngài chỉ nghe cái tiếng hồi bản, hồi trống, hồi kiển thôi mà Ngài đánh giá là cái tâm chưa yên. Thì có phải là hữu ư trung xuất hình ư vậy? Cho nên chúng ta nói cái tâm á, là chúng ta thấy được cái biểu hiện của tâm, nó lộ ra ở bên ngoài tướng trạng là thân khẩu, thì người ta đánh giá rằng cái tâm của người đó độc ác, cái tâm người đó hiền hậu, cái người đó lương thiện, cái người đó sao sao tao biết. Còn thực sự cái tâm là ta không thấy. Trong kinh Thập Thiện, Đức Phật thuyết ở dưới Ta Kiệt La Long Cung, thì Long Vương hỏi Đức Phật về cái tâm. Thì Đức Phật trả lời với Long Vương đơn giản như thế này: tâm nhi vô sắc, bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi. Cái tâm không có hình tướng, không có màu sắc. Nhi tâm vô sắc, không có màu sắc. Bất khả kiến thủ là không thể nắm bắt được. Đảng thị hư vọng, chư pháp tập khởi, chỉ do các pháp nè, nhóm rồi khởi lên, đó là tâm. Bây giờ chúng ta muốn biết chư pháp tập khởi đó, thì chúng ta làm một cái thí nghiệm như thế này là chúng ta biết. Mình đang ngồi hướng về pháp sư trang nghiêm hết, không có cái gì đụng đẩy tới mình hết, thì đằng sau lưng mình có một người cầm một cái cây nhọn, họ chĩa vào cái cổ mình. Rồi mình quay trở lại thì cái thái độ của mình sao? Cười nổi không? Dùng một giọng, đó là tâm. Thế nè, hay là mình tự nhiên mình ở trên xe mình bước xuống, mình cái tâm mình bình thường, cái trạng thái nó bình thường, có gì? Có ai đó tới họ nói: em của bà, chú của bà, anh của bà gửi về cho bà một số tiền. Ôi trời, tự nhiên thấy cái tiền mừng, thật là mừng luôn. Thế thì cái tâm đó, chư pháp tập khởi, các pháp nhóm lại rồi khởi lên, thì mới biết rằng cái biểu hiện của tâm. Mình giận dữ hay là mình vui mừng là các pháp này là nó đến với chúng ta thuận hay nghịch. Nếu các pháp này nó nhóm lại nó thuận thì chúng ta vui, mà các pháp này nó nhóm lại là nghịch thì chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta phiền. Chư pháp tập khởi, chúng ta học kinh chúng ta mới thấy là Đức Phật diễn tả cái tâm này. Bây giờ đem cái tâm mà bố thí thì phải là tâm vô quý là một, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, những cái tâm này bố thí, chứ không phải là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm hận thù, tâm ghét bỏ, tâm vua nịnh, những cái này bố thí không được. Phải đem cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm vô quý, vân vân, cái tâm này bố thí được. Thôi bây giờ nói nhiều quá, tôi chỉ nói cái xả thôi. Giờ đi ngồi mà diễn tả hết tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả tới chiều chưa hết, nó dài dòng lắm. Giờ tôi chỉ nói cái xả không, để quý vị thấy là mình xả là mình bố thí bằng cái tâm. Mình xả đó là mình bố thí bằng cái tâm. Xả là gì? Xả là buông bỏ. Buông bỏ. Đang xách hai tay hai cái xách, bên này cái xách 5 kg, bên đây xách 7 kg, đi một đường dài như vậy, nó ê ẩm, nó mỏi tay, tới chỗ là để xuống hết, gọi là xả, thấy cái khỏe ra. Khi mình buông hết hai cái túi hai bên này, bên 5 kg, bên 7 kg này, tức là mình thấy nó nhẹ nhàng. Xả là vậy,
Bây giờ mình đi đường mình bắt đại bắt tiểu gì đó, trời ơi khó chịu lắm, trông cho tới nơi đàng hoàng xả cho nữa thấy sao, trời ơi hơn ăn cao lương mỹ vị nữa mà xả được đó. Còn không xả được sao, trời khó chịu dữ lắm. Xả đó nè, mấy cái đó là xả. Nhưng mà cái đó thì mình hiểu đơn đơn giản quá, đâu có gì đầu tu, đúng không? Không có gì tu hết, bỏ mấy cái túi này đi xả, mình xả trong cái bụng mình ra để mình xả, nó có gì tu hết. Bây giờ mình nói cái xả mà tu. Hai người này giận nhau 5 năm. Ông A ông B này giận nhau 5 năm. Biết hai bên hai chồm xóm có chuyện rồi, 5 năm trời không ai nói tới, vẫn cứ dần thấy cái mặt là ghét, quan tán hội khổ. Thấy rồi sùng 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 lên. Thì bây giờ chúng ta làm cách sao để hết? Xả mới hết. Bây giờ có một thiện tri thức, một người bạn lành, một người bạn tốt, họ thấy hai người này ngày xưa cũng đạo bạn với nhau, cùng đi chùa, chỉ anh em xích mích cái hàng rào cái gì đó mà bây giờ mấy năm trời không ai nói tới ai hết. Cái người bạn lành này đến mới khuyên lên, phải nói nhân, nói quả, nói thiện, nói ác, đủ cách để nói hết. Thế thì bây giờ một trong hai người đó chỉ cần gật đầu là 5 năm này mất hết. Chỉ cần một người gật đầu. Tôi kể chuyện này quý vị nghe nha, nó hơi dài dòng chút, chiều cũng hơi mệt, giá buổi chiều mệt chứ lắm. Là hai nhà ở gần kế bên mà thân thiện lắm, cũng là gia đình Phật giáo hết. Chỉ có cái việc con chó, cái nhà bên bà A đó, bà nuôi, bà mua con chó 400 ngàn. Về nuôi được 2-3 tuần gì đó. Để cái nhà của ông Phật tử B đó, kế bên, ông nuôi 2 con gà ác. Gà trắng, gà ri đó, nuôi đi ăn cơm đổ chơi vậy thôi. Thì sáng ông ngồi ông uống cà phê cái bộ salon đó, bà vợ thì lo quét dọn ở đằng sau đó, con chó của bà nó qua nó chụp con gà, nó chụp con gà. Thì ông chủ nhà mới thấy con chó mà chụp con gà của mình thì ông sợ gà nó chết, ra mấy cái đôi guốc của con gái ông nó để ngoài cái thềm ba đó, ông cầm cái guốc khoan con chó. Thì mục đích là đuổi nó đi thôi, chứ cũng không có cái tâm là cho nó chết. Nhưng mà rủi, ổng chọi hay quá, cho nó ăn ăn đưa 4 cẳng lên trời, chết. Cái bà chủ con chó bà qua bà thấy bà chửi thôi, không còn gì hết. Ban đầu chửi cha, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, tổ tiên. Cuối cùng chửi cái quân gõ mỏ. Chịu nổi không quý vị? Tới đó chịu nổi không? Xăng tay áo lên. Hết chịu nổi rồi. Chửi từ Đức Phật chửi xuống. Trời ơi, trong từ điển ra không có đó. Chửi ông, chửi bà, chửi cha, chửi mẹ, chửi dòng họ, nội ngoại chửi hết rồi. Bắt đầu chửi tới cái quân gõ mỏ. Bởi vì tối nào vợ chồng cũng gõ mỏ tụng kinh. Bà bên kia bà nghe. Cho nên bà chửi cái quân gõ mỏ tụng kinh tàn ác là khoan con chó bà chết. Rồi bà vợ bà nghe, bà chạy lên bà nói: ông ơi, cái cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu đó. Bỏ tay áo xuống. Bỏ xuống. Đúng không? Không vỗ tay chứ. Cái chỗ đặc biệt không ai vỗ tay hết. Bà vợ bà lên bà thấy cái câu chuyện này là gay cấn dữ rồi. Gay cấn dữ rồi. Đó nè. Cho nên chỉ con chó thôi mà chửi tới Đức Phật thì tôi hết biết rồi. Cho nên ông này ổng nổi sân lên, xăng tay áo lên. Bà vợ lên bà thấy cái tình cảnh, bà nói: ông ơi, cái cơ hội này vợ chồng mình tu. Bỏ tay áo xuống. Bà vợ ra sau tủ lạnh lấy một chai nước khoáng lên uống vô một cái hết. Thấy xả chưa? Xả ra hết liền. Có gì đâu. Nghĩa là cái niệm trước
là như vậy, mà cái điểm sau là khác liền. Cho nên mình nói hỷ xả, nói ngược, xả mới hỷ chứ không phải hỷ xả. Cũng như mình nói tham sân si đó, si tham sân chứ không phải tham sân si. Ba cái món tam độc đó là tham sân si, nhưng mà si mê đó là chủ động. Có si cho nên mới tham, có si cho nên mới sân. Ta nói si trước chứ không phải tham sân trước. Nhưng mà chúng ta nói tham sân si trước là vì chúng ta nói cái quả trước, chúng ta nói cái nhân sau. Cũng giống như cái bài Tứ Diệu Đế đó, là đúng ra Đức Phật phải nói là tập đế, khổ đế. Nhưng đằng này Đức Phật nói khổ đế, tập đế, tức là khổ tập diệt đạo, tức là nói cái khổ quả, và nói cái tập là nhân. Chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, cho nên vì vậy mà Đức Phật phải nói cái khổ quả trước. Có cái ý đó. Cho nên mình nói hỷ sao được không? Ta không xả làm sao hỷ? Tôi đố quý vị đó, cái nơi họ chắc chặt sống để bụng chết đem theo thì làm sao hỷ? Cho nên khi người ta xả rồi, buông bỏ rồi thì quan hỷ được. Cho nên người tu tịnh độ của chúng ta đó, cái điều kiện quan trọng nhất là ta phải buông bỏ. Mà không buông bỏ đó là ở trong bốn cái ải của người tịnh độ, ba nghi bốn ải, tức là không xả, không thể nào về tịnh độ được, phải buông bỏ được. Cho nên có đôi lúc tôi thấy thế này, cư sĩ đó mà người ta tu đến cái giờ phút cuối cùng của họ đó là họ an lạc, họ đi về tịnh độ một cách dễ dàng, mà người tu của chúng ta đến giờ đó về không có được, về không được. Đó bây giờ quý vị, tôi nói là quý vị lấy sổ rồi quý vị coi, 10 cái chùa mà trụ trì mất rồi, 9 cái chùa rưỡi kiện thừa. Tôi làm giáo hội khổ tâm nhất. 10 cái chùa mà 10 vị trụ trì đó là 9 chùa rưỡi là kiện thưa được. Như vậy làm sao vị trụ trì đó đi? Không thể nào đi được hết. Lúc còn sống đó thì muốn giao cho đứa này mà giao không có được. Đứa kia nó nói, rồi bây giờ cũng ngờ vực, đứa này thương đứa kia ghét, không biết làm sao giao nữa, cứ phập phồng lo nghĩ cái chuyện đó, tới chừng nằm xuống rồi cái nó tới nó giành. Rồi làm sao đi? Còn cái người cư sĩ đó lớn tuổi rồi, họ sắp đặt cái nào cho con cho cháu này kia khác nọ, họ dọn dẹp hết, họ buông bỏ hết, họ niệm Phật, họ nhất tâm, họ vãng sanh. Quan trọng là cái buông bỏ không được là cái khổ đó. Chứ đâu phải cái chuyện đơn giản đâu. Mấy bà Phật tử tôi ở dưới Bến Tre tôi kể nghe, chồng Thiên Chúa bà đạo Phật, hai vợ chồng hai đạo. Lần đầu tiên tôi vô nhà bà, tôi thấy hình Chúa không chứ này, tôi dội ra liền, tôi ủa sao nó nhà giới thiệu mình 16 Lê Lợi, sao tôi vô 16 Lê Lợi thấy hình Chúa không? Cái hỏi bà trên lầu, thế là bà dọn cho ổng ở dưới cái tầng dưới này là bàn thờ Chúa, đồ thức là trang trọng uy nghi, mà bà thờ Phật ở trên lầu. Tôi vô tôi nói bà khôn quá, bà làm cho ổng quá trời dưới đất, bà lên trên lầu. Đó nè, cái ngày lễ Phật đản đó thì ông chồng nó đem tiền tới chùa cúng dường cho hòa thượng để lo Phật đản, bà không bao giờ đi. Mà tới lễ Noel đó là bà mang tiền đến nhà thờ cúng cho cha xứ nhà thờ, cho ổng không có đi. Quý vị thấy họ sắp đặt hay không? Ít ai có lắm nha quý vị. Bởi vì sao? Nếu cái ngày lễ Phật đản mà cái bà vợ là Phật tử đó đến cúng chùa thì hòa thượng trụ trì nghi, không biết vợ chồng nó thống nhất chưa, hay nó lén chồng nó đi cúng về rồi vợ chồng nó xích mích nhau. Còn cái này đó ông Thiên Chúa cúng là hòa thượng trụ trì khỏi
nghi ngờ gì hết. Rồi đó, vợ chồng nó thống nhất rồi đó, nó giao chồng nó đi, đúng không? Ngược lại, bên Thiên Chúa cũng vậy. Cái việc làm nó đặc biệt. Đây, mới đây nó xảy ra cái việc này, quý vị tôi kể về nghe. Gia đình nó cũng hai đạo, chồng thì đạo Cao Đài, vợ thì đạo Phật. Cái bà già chết đó, bà là người đạo Phật, có phái quy y của pháp danh đàng Phật. Nhưng mà tới chừng cái bà già bà chết đó, thì ông chồng ông dành, ông rước đạo tới là cúng sao, không có còn cái chỗ nào để bên Phật giáo vô cúng hết. Hết lễ này tới lễ kia, làm bên Phật giáo đứng ngơ ngác, không có cái giờ nào tụng kinh. Ba ngày ba đêm ròng rã vậy đó. Mấy người bên Phật giáo này đứng thôi đi về, không có chỗ cúng. Tới chừng cái ngày chót hết đó, bà nhập cho thằng cháu nội học lớp 8 mà nó, tao nghe tụng hoài mà không có niệm Phật. Bà nói, tao nghe tụng hoài không có niệm Phật gì hết. Thôi, mời uống nước đi rồi mời họ về. Về hết trơn. Bắt đầu mới về chùa vô niệm Phật. Bà nói, tao nghe nó tụng hoài mà không có niệm Phật hết. Bà không chịu. Mới đây. Làm vậy đó. Ý cho nên là khi mình xả, tức là cái tâm của mình là buông bỏ. Xả có nghĩa là buông bỏ. Mà khi mình buông bỏ là buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái giận, cái hờn, si mê, tật đố. Chuyện đáng bỏ mình phải bỏ. Cái chuyện không đáng bỏ mình bỏ. Còn cái chuyện đáng mình không bỏ. Như vậy đó, khi mà mình buông bỏ rồi, tức là cái tâm xả chứ gì, thì mình cũng hoan hỷ mà người khác cũng hoan hỷ, gọi là đem tâm mà bố thí. Bây giờ cái thứ ba là con mắt bố thí. Nói cái tâm là khó rồi, và bây giờ là nói con mắt bố thí. Mắt, quý vị nên nhớ nha, cái con mắt là cửa ngõ của tâm hồn. Trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Phổ Môn đó, có cái câu là từ nhãn thị chúng chúng sanh. Tức là đem con mắt lành mà nhìn chúng chúng sanh. Còn mình đem con mắt hắc ám mà nhìn chúng sanh, đem con mắt hận thù mà nhìn chúng sanh, đem con mắt ái nhiễm mà nhìn chúng sanh. Cho nên tôi nói cái chỗ này tâm lý nha, mấy bà già bà hay cái chỗ này đó. Mấy bà già bà hay. Bà tới chùa mà bà thấy cái ông tăng nào với cái cô nào mà liếc liếc đá lòng nghèo, bà biết liền. Hay thiệt là hay vậy đó. Đúng không? Biết liền. Mà tụi tôi không có biết. Ở chùa ai biết mấy chuyện đó. Vậy mà mấy bà biết hết rồi. Tức là con mắt đó thì bố thí được không? Không được. Phải là từ nhãn thị chúng sanh. Cho nên con mắt của con người là cửa ngõ tâm hồn. Nếu mình nhìn cái đối tượng đó mà mình có cảm tình thì người đó biết liền. Mà mình nhìn với con mắt mà khó chịu thì người ta biết liền. Con mắt như thế nào nó biểu hiện cái tâm hồn của người đó, làm cho kẻ khác biết, tức là không thể cảm hóa được. Ở đây nói bố thí có nghĩa là gì? Là cảm hóa. Là cảm hóa. Mà mình không có con mắt lành để nhìn chúng sinh thì không thể cảm hóa được. Cho nên vì vậy mà đối nhân xử thế, tuy rằng cái việc đó rất nhỏ, nhưng mà cái tác dụng nó về xã hội rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Đó. Bây giờ mình muốn đến cái người A, người B đó, dùng cái ngôn ngữ từ mấy chuyện đạt. Không có ngôn ngữ khó lắm. Mặc dù mấy người câm đó quý vị thấy cũng ra dấu ra đồ mà khó lắm. Mà cái ngôn ngữ của mình đó, thế thì cái ngôn ngữ này đó, thì thưa quý vị, nó cũng phải chia làm hai. Cái ngôn ngữ mà dễ nghe, cái ngôn ngữ mà có cảm tình, hay là ngôn ngữ mà không có cảm tình. Cũng có lời nói nhưng mà lời nó không có cảm tình. Mấy cái ca sĩ đó quý vị thấy không? Họ đứng lên sân khấu đó là cả ngàn người
5-7 ngàn người hâm mộ họ. Họ hát chứ họ làm gì? Họ có làm gì đâu. Mà tại sao lại cái người hâm mộ họ dữ dằn vậy? Vừa rồi đó, cái đoàn ca sĩ bên Đại Hàn qua đây, mà quý vị biết sơ sơ thành phố của mình trên 20 người tự tử. Trên 20 người tự tử. Đó là cái con số khiêm tốn đó, là vì xin cha mẹ tiền để mua vé đi xem cái ca sĩ đó mà không có tiền họ tự tử rồi chứ. Họ đâu có phải là thần thánh gì. Đó nè, cái thần tượng đó gây chết người. Không phải chuyện đơn giản đâu. Ý bây giờ tôi nói rằng bà A bà đến bà nhờ cái gì, bà B bà nói chị ơi, cuối tháng này nhà em có cái lễ chung thất cho má em cúng dường trai tăng, em thỉnh 10 vị chị nấu dùm trai phạn để cúng dường trai tăng. Thì cái bà này bà nói bằng cái lời nói, cái bà này nghe cái lời nói đó, bà này nhận lời, như vậy là truyền đạt cái ý muốn của cái người này muốn cúng trai tăng để nhờ cái bà này nấu trai phạn để cúng dường trai. Bà này nhận lời đó nè. Thế thì bà này nhận lời đó là vì bà này có cảm tình với cái bà này. Bà này nói cái việc cúng trai tăng đó là trả hiếu cho mẹ, làm cái việc Phật pháp đúng cái chánh pháp. Bà này nghe được cái lời nói đó, bà này chấp nhận. Rồi em yên chí đi, chị lo cái đám đó. Bao nhiêu mâm, bao nhiêu người nói đi đại khái đi. Xong đó người ta làm. Do cái ngôn ngữ này mà truyền đạt được cái tư tưởng đó, bạn bè họ giúp đỡ với nhau rất là dễ dàng. Nhưng ngược lại, cũng cái lời nói đó mà nó thiếu thiện cảm thì không truyền đạt được cái tư tưởng đó mà sanh oán thù. Cho nên đời này quý vị thấy có người họ nói ra ít thì người ta thương ít, nói nhiều người ta thương nhiều, nói vừa vừa người ta thương vừa vừa. Còn có người nói ra ít họ ghét ít, nói nhiều họ ghét nhiều, nói vừa vừa họ ghét vừa vừa. Tại sao vậy? Chứ đâu phải nói ai cũng thương hết đâu. Là vì cái khẩu nghiệp này là đời trước chúng ta không có tu. Cho nên cái đời này đó là cái lời nói của chúng ta ai cũng ghét hết. Không câm đó là may đó, không câm đó là phước đức đó. Nói người ta ghét, nói ra người ta chê, nói người ta nhúng chề. Còn cứ người nói ta hâm mộ, ta muốn nghe. Là vì sao? Phải có cái nhân tu cái khẩu nghiệp. Cho nên đời này, tôi đọc ở trong kinh á, có một cái chỗ này hay thế này. Tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật đi đường, ngài ghé ở cái gốc cây xoài đó, ngài nghỉ mát. Thì bất chợt Tôn giả Xá Lợi Phất mới thấy một con chim nó bị tên bắn, nó rơi trước mặt ngài. Ngài Xá Lợi Phất mới bế con chim, nhổ cái mũi tên của nó. Nhưng mà con chim vẫn run sợ lắm. Ngài Xá Lợi Phất mới nghĩ thế này: mình đâu có ăn thịt nó, mình thấy nó bị nạn, mình bế nó lên, mình nhổ tên nó ra đây, mình hái cỏ, hái đồ, mình lấy thuốc, mình tắp cho nó, mình tại sao nó run, nó sợ dữ vậy? À, Đức Phật ngồi kế đó, thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới bê con chim này đưa qua Đức Phật. Đức Phật mới để hai tay ôm con chim vào lòng, nó không run được, không run được. Thì Xá Lợi Phất mới hỏi: thưa Thế Tôn, lý do tại sao? Con bế nó vào lòng, con thương nó cũng giống như ngài vậy, mà tại sao nó run, còn ngài bế nó là nó không run? Lý do tại sao? Đức Phật nói thế này: cái nghiệp sát của ông đó, đấy nè,
hết rồi nhưng mà cái sát tâm của ông còn. Cho nên Như Lai đó là cả hai phần sát nghiệp và tâm sát đã chấm dứt, cho nên không có con vật nào sợ hết. Thấy rõ chưa? À, mình ôm con vật mà con vật nó sợ, mà Đức Phật ôm con vật nó không sợ, là vì Ngài nói cái tâm sát của Ngài không còn, mà Tôn giả Xá Lợi Phất còn. Cho nên mình nói cái lời đó mà tại sao người ta không hoan hỷ? Mình nói cái lời đó tại sao người ta không có chấp nhận? Là vì cái nghiệp của mình. Cho nên do đó mà cái đời sống của chúng ta, vấn đề đối nhân xử thế, cái ngôn ngữ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nói sư cô đó ở chùa Kim Liên, về quận Thủ Đức chia ra đó, quận gì tôi quên mất, phải lãnh cái chùa. Thì sư cô mới mời tôi lên thăm chùa đàng hoàng, tôi có ghé thăm nữa, vì sư cô người ở Bà Rịa mà, ghé thăm cái chùa thì cũng được. Thì có cái bên cạnh cái nhà đó có cái hàng rào cây bạch đàn, trồng cây bạch đàn làm cái ranh của đất thôi mà. Sư cô về mới mướn thợ mới đốn hết cây bạch đàn đó, đào gốc xây cái bờ tường. Như vậy thì tốt thôi, đâu có gì đâu. Đất của mình, của chùa thì có cái hàng rào, cái hàng cây đó, thì mình đốn cái hàng cây đó mình làm cái bờ rào, sao đâu có lấn đất ai đâu. Cái nhà bên kia họ không nói gì hết, họ làm thinh. Thế thì sư cô xây rồi đàng hoàng, tô bên chùa rồi qua bên đây tô, họ xuống dưới phường họ thưa, họ nói sư cô lấn đất. Phường cho người lên kiểm tra nói đâu có. Sư cô nói hồi đó tôi về tôi thấy cái hàng cây bạch đàn đây, của chùa đây, đất của chùa đây, tôi làm ngay cái gốc cây bạch đàn đó, tôi đâu có lấn qua cái ông đó đâu. Ông nói không có lấn, nhưng mà sư cô làm sư cô tô bên sư cô thôi, còn bên đây sư cô đừng có tô. Bởi vì chiều dài 140 thước tô ra 2 phân hồ thì lấn đất của tôi bao nhiêu, sư cô tính đi. Bỏ chùa đi luôn, bỏ chùa đi luôn. Sư cô về, sư cô ghé, sư cô tâm tôi nói trả chùa rồi. Nói sao vậy? Phiền toái quá. Tôi nói sao sư cô nói? Tôi nói sư cô dở. Nếu như sư cô muốn làm cái chuyện đó đó, sư cô qua mời cái ông chủ nhà đó qua. Chú ơi, chú ở đây lâu rồi, còn tôi mới về, tôi chùa họ tôi có ở nè, chùa nào tôi có ở tôi biết hết đó. Chùa nhà giàu ở cách sao? Đâu phải chuyện đơn giản. Còn mình ở thầy mình cất rồi mình ở mình không biết gì vậy. Còn cái chùa đó nó ra làm sao, cái hoàn cảnh nó ra làm sao là phải có kinh nghiệm mới được. Cho nên huấn luyện trụ trì đâu phải dạy bài vở đâu, mà phải chỉ cái mánh khóe của cái gì trụ trì đó, chứ không phải dạy bài vở không đâu. Như vậy là ngôn ngữ bố thí, ngôn ngữ bố thí. Tuy rằng trong việc tu hành của chúng ta đó, chuyện không đáng, không có cái gì lớn hết, nhưng về mặt đối nhân xử thế, về cái mặt hoằng pháp hành đạo thì cái ngôn ngữ này rất là quan trọng. Mà bố thí được cái ngôn ngữ này, họ vui mình vui thì mình hành đạo mới được, mà họ ghét mình cái lời nói thì hành đạo khó lắm, khó hành đạo. Rồi cái thứ sáu là sàn tọa bố thí, tức là cái chỗ ngồi của mình, cái chỗ ngồi của mình. Còn phòng xá tức là cái nhà của mình. Tôi đi hoằng pháp bên Âu Châu đó, để tôi thấy cái người bên nước ngoài họ có cái hay mà người Việt Nam mình dở cái này đó. Khi mình đi ra đường mình đụng họ, mình đạp cái chân họ đau cỡ mấy, họ xây trở lại họ I'm sorry, cảm ơn liền, không bao giờ giận. Còn mình đụng một cái đúng không? À, thế thì người Việt mình dở cái đó. Dở. Và đi lên xe lửa điện, đi tàu ngầm, bất cứ chỗ nào họ thấy người già,
phụ nữ con nít là tay đứng dậy giơ tay mời vui vẻ đàng hoàng. Không bao giờ. Còn mình kệ, tao được chỗ ngồi thôi, mày đâu mày ngồi kệ mày, đúng không? À thế thì mình dở cái chỗ đó. Nghĩa là họ nhường cái chỗ ngồi. Tôi đi suốt hai tháng ở Âu Châu, đi biết bao nhiêu là xe cộc, điện ngầm có, tàu lửa tốc hành có đủ thứ, mà hãy tôi lên rồi mấy ông tây đứng dậy, cũng thấy tôi lớn tuổi mà ông đứng dậy rồi đưa hai tay mời em xích đáo, mà họ rất là vui vẻ chứ không phải bắt buộc. À, đàng hoàng như vậy là cái chỗ ngồi của mình mà mình bố thí thì mình cũng vui vẻ, mà cái người được nhường cái chỗ ngồi đó cũng vui vẻ. Cái đó là cái đối nhân xử thế. Mình thấy cái việc bố thí, mình tưởng đâu đem gạo, đem tiền, đem thuốc, đem men, đem quần, đem áo cho bố thí, nhưng mà cái chỗ ngồi của chúng ta bố thí mà cả dân tộc Việt Nam này chúng ta làm chưa được. Chưa được. Chứ đừng có nói là nhà giàu nhà nghèo, cả cái dân tộc này làm không được. Ra đường thì rầy lộn, sùm, chen lấn, đủ thứ chuyện hết. Họ không bao giờ hết. Mà cái cách đó là cái cách bố thí rất là nhẹ nhàng, không tốn tiền, mà cái đối nhân xử thế và về mặt cái xã hội rất là tốt. Khi người ta vào cái dân tộc, ta thấy dân tộc văn minh. Đâu phải họ nhìn cái nhà lầu 27 tầng, 60 tầng thì văn minh đâu. Không phải đâu. Họ nhìn vào cái đối nhân xử thế của dân tộc đó, họ biết dân tộc đó có văn minh hay là không. Chứ đâu phải họ qua họ nhìn là 8 sao, 9 sao, 10 sao rồi không cần đâu. Mà họ nhìn cái gì? Cái đối nhân xử thế của mình. Mình ăn cái cây kem, cái que đó, mình bỏ xuống là cái người ở đằng sau tới họ lượm liền quý vị. Họ lượm đều trước mặt mình. Mà vui vẻ lắm. Chứ không phải họ lượm cái que kem mà họ hằn học với mình đâu. Ở đằng sau họ tới họ lượm cái que kem đó được. Còn mình thì sao? Đụng đầu quất đó. Còn sáng mấy ông Tây đi làm đó, mặc vest tông rồi sách Samsonite đồ đàng hoàng tư tế, mà cái gì ở trên tay này cầm trên tay đó cho tới cái thùng rác nó bỏ, chứ không ai vất một cái gì ở ngoài được. Tôi nghĩ đó là cách bố thí đó. Cách bố thí mình qua đó mình thấy mình thấy mình tiếc quá, mình không biết làm sao mình làm được, thiệt tiếc á. Ra ngoài đường thì đụng chạm một chút thôi, thịnh nộ rồi chửi bới được. Có một lần tôi kể quý vị nghe, tôi đi giảng ở ngoài Vũng Tàu, 12 giờ tôi đi qua đó, 1:30 tôi dạy Trường Hạ, thì hai cái bà đó đụng xe tới chỗ ngã chỗ eo ông Từ đó. Mà cái thời gian đó thì xe còn vắng vẻ lắm, cách đây 93, 94 gì đó. Hai bà đụng cái rầm, hai chiếc xe Honda văng ra, đèn bể rồi xăng rồi chảy tùm lum hết, hai bà chống nạnh chửi lột. Tôi đi tới đó rồi hai bà mới đón tôi lại, hỏi tôi cho ai phải ai trái, và tôi dám nói ai phải ai trái. Họ chửi luôn một chập nữa. Bà này hỏi tôi phải hay bà kia phải, bà nói tôi phải hay bà kia phải. Tôi mới nói hai chị vô minh quá, chứ không dám nói ngu. Nói ngu đặng ăn đòn đấy, hai chị vô minh. Nếu như mà hai chị mà đụng xe rồi có một chị chết nằm ở đây đó, thì bây giờ còn lại một người đó có chửi không? Có phân bua ai phải ai trái không? Chừng đó ông trời thấy 18 ông á, chứ không thấy một ông đâu. May mắn là hai chị còn mạnh giỏi hết. Bây giờ nếu mà hai chị mà không có vô minh á, thì xe ai nấy sửa, nhà ai nấy về, người này xá người kia một xá, vậy thôi về. Có vậy thôi. Vô minh quá. Xăng tay áo lên chống nạnh chửi. Tôi thấy rồi, quần áo cũng xước trầy hết trơn, vậy mà chửi. Vô minh.
bên ngoại quốc đó đụng xe rồi thì hai ông tài xế đi chơi thoải mái, không ai biết hết, không ai cần biết ai, chứ đụng xong rồi đi chơi. Anh này với anh này mà hai anh này không thích cái màu xe của mình á, đụng chơi, đang nó sửa nó đổi cái màu. Kiếm xe màu đen không thích, đụng đi đặng nó kéo về nó sơn nó màu xám, mày sơn màu xám cho tao, rồi xong nó sơn màu xám cho hai tài xế đi chơi, không ai biết gì hết.